Hello, xin chào xin tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình thì hiện tại trong bếp nó có một vài cái event khó là hot anh em ạ. Tuy nhiên nó chỉ diễn ra ở Nhật Bỏ thôi nha Còn những nước khác thì cái này không hề có nha Đấy thì mình đang dùng một cái bản của Hoa Kỳ nha Thì anh em fake ID son Hoa Kỳ nha thì anh em nhìn thấy này đấy thì ngoài những cái event bình thường như này đó thì nó chỉ có một cái event nó hot đó đấy Tuy nhiên khi mà anh em phát son ID của Nhật Bỏ đó thì anh em sẽ thấy nó có một vài cái sự kiện thì nói là khá là hot nên đấy nghe nói là nhận đấy một trăm rưỡi coi cùng với một vài phần quả khót nữa cơ cái đó thì bây giờ chúng ta sẽ phát son Nhật Bỏ để chúng ta xem nó có gì hot nha Ok bây giờ mình sẽ ra và fake ID sau nhập quản nha sau Thì đầu tiên thì anh em cần phải có một phần mềm fake ID nha Thì cái đó thì anh em có thể dùng một phần mềm nào đó mà anh em thích cũng được đấy Mình không hề ép buộc nha Thì đây mình sẽ dùng một phần mềm có tên là Socket VPN này Đấy anh em thấy không Click vào nha Giờ chờ nó lót một chút Đấy thì nó sẽ hiện ra quảng cố đây Thì bên này nó sẽ có phần là nước mà anh em muốn chuyển vị trí sau này chuyển VPN ấy. đấy thì đây là mình sẽ chọn là nhật bản nha đây nhật bản này đấy bấm vào và chờ sau khi mở để chữ khâm nít, đây khâm này thì nó đã chuyển sang vị trí của nhật bản cho chúng ta thành công và công việc chúng ta lúc này đó chính là bấm vào đa nhiệm này chúng ta hãy cá bỏ game bé đi nha bỏ đi này và giữ nguyên cái VPN đó nha và chúng ta vào lại game đấy Ok bây giờ chúng ta sẽ vào lại game nha thì uh, khi mà anh em bật son cái fake IP của Nhật bỏ đó thì Mọn uh, nó sẽ cực kỳ chậm luôn đấy bây giờ anh bấm vào game này đấy thì anh em thể thấy được tốc độ lót của nó thì lâu đấy thì cái đó là bình thường rồi ghi nhớ là anh em không nên test VPN ngay lúc này nha khi mà nên test liền đó, thì nó sẽ cho có cái event nào đâu đấy chờ nó lót sang đó là anh em hãy test sau nha đấy ok nó hiện tại vẫn đang lót anh em khó là chậm luôn rồi thì đây chính là cái event đó này đấy nên thấy cái dạng thơi nào đấy giờ chúng ta sẽ bấm qua phần mét nha đấy thì đây nó sẽ hiện ra một cái event thời lượng của event này hiện tại mình đang làm video thì nó còn khoảng là hơi ngà giữ nữa đấy hơi ngà giữ nữa thì nó sẽ kết thúc và lúc sau qua thì mình còn thấy thêm một cái event này nữa cơ đấy chúng ta sẽ vào khám phá cái event này trước nha thì ở đây nó sẽ có là star bước này đấy thì chắc chắn rằng cái thứ sáu này sẽ là cái ok nhất rồi đây mình bấm vào thử nha giờ nó sẽ cho chúng ta chọn một đội bán của nhật bản thì phải cái này mình cũng cho biết đội bán nào nữa tuy nhiên bấm đợi đi đấy thì nó sẽ ra một cái đội hình như này nét nha rồi Ok, okay. thì ở trang này á, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là có được ba điểm đấy Và phần quà chúng ta được nhận là hơi này đây đấy Rồi thì anh em cứ đó nhiệm vụ này thôi Mình thấy nhiệm vụ này khó bình thường đấy Cho nên chúng ta sẽ đi vào cái nhiệm vụ này nha Cái event này nha Đấy event có tên là Elite gì đây này Đấy bấm vào này Bấm vào này thì cái này lúc nãy mình đã bấm rồi đây là một nhiệm vụ online nha đấy thì à, ở trận đấu đầu tiên này thì chúng ta cần phải đó một vốn online này và sau thì hoàn thành nhờ bỏ lấy ở mét là ok nói chung là anh em đó online đi cái này mình không cho biết sao để hoàn thành nữa cơ nó cho để có mục tiêu để chúng ta hoàn thành được cái này nữa đấy khi mà anh em đó hoàn thành được cái này thì nó sẽ có 50 coi này đấy và một cái gì đây nhỉ oh, Nói chung là anh em đã sang cái event này thì anh em sẽ có tổng là 150 coi đấy và anh em chỉ cần chiến đấu thôi đấy đó và có quà anh em ơi đấy sau thì video mình chủ yếu là để thông báo cho anh em cách để vào và nó do cái event này để cho anh em chơi và có 150 coi thôi chỉ là vậy thôi chứ chả có gì khác đấy Cảm ơn em đã bỏ thời gian theo dõi cái video này Nếu thích nha, like, share và đăng ký kênh Còn bây giờ thì bye bye